Cả nhà ơi, hiện tại Nga đang có mặt ở kênh Nhiêu Lộc nha. Nó là ở trên cái đường Trường Sa. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp. Bình thường thì ở khu vực này là mọi người sẽ đi câu cá nè các bạn. Nhưng mà hôm nay thì Nga không biết là tại sao mà không thấy ai câu cá. Chắc ở dưới đây hết cá để mà câu rồi. Cũng hơi có một chút thì đói bụng. Sáng nay mình có đi tập thể dục một chút rồi ha. Thì bây giờ khu vực này thì có một cái tiệm ăn rất là nổi tiếng. Bây giờ Nga sẽ đi vào trong đấy. Bên kia thì bên kia sông thì cũng là đường Hoàng Sa. Bên đó là Hoàng Sa ha. Còn Nga đang đứng vị trí hơn bên đây là đường Trường Sa. Nói là nó đường Trường Sa không? Thì cái kênh Nhiêu Lộc này kéo rất là dài nha các bạn. Nga đi bộ thì lâu quá cho nên mình nói em gái mình chở mình đi thôi. Trên Google á, trên Google thì cái cơm tấm Ba Ghiền nó đang hiện tại đang trú ở đường Đặng Văn Ngữ nha các bạn, phường Phú Nhuận. Thì quán cơm tấm này rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, thì Nga cũng thử hôm nay thì Nga tới Nga ăn thử coi như thế nào ha. Và hồi nãy thì Nga có bước vô quán thì Nga thấy cũng ok lắm. Bây giờ mình đi vào ha, đi thôi. Hello cả nhà, đây là quán cơm tấm Ba Ghiền nha, không có chi nhánh các bạn ha. Nga có để sẵn lên cho các bạn coi. Như vậy hả chị hả? Chị đứng chị nướng miết như vậy luôn hả chị? Chúc Huỳnh Ngân. Chúc Huỳnh Ngân hả? Chị làm cái này bao nhiêu năm rồi ha? Làm 20 năm rồi. 20 năm rồi, wow. Trời, chị nhìn chị nướng miếng sườn em nhìn em thèm luôn á. Một thau sườn lớn như vậy nè các bạn. Wow. Giờ giờ dài bây giờ em ăn nè. Em một miếng sườn như vậy là mình bán giá như thế nào hả chị ha? Dĩa ăn đây 76 ngàn. Một dĩa đây là 76 ngàn. Ngon. Quá thơm luôn, chảy nước miếng luôn. Trong này ướp là có những cái gì hả chị ha? Không biết, cái đó mình không biết. Không biết là chủ làm đúng không? Ừ. Wow. Đứng đây nóng quá chị, tay em nóng liền luôn á. Tại mình không có tay cho nên là... vậy hả? Ừ. Nè, miếng bự này quay nè. Chị chở miếng bự cho chị này quay về, chở bộ mình nướng rồi quay. Bự hơn cái mặt của Nga luôn các bạn, nóng quá. Wow. Ngon quá. Ok, em cảm ơn chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Nga. Chị Nga đúng không? Em cũng tên Nga luôn, em chào chị. Anh Thái Thụy. Dạ, anh cho em hỏi là mình cái tiệm cơm tấm của mình á, thì em cũng nghe ở trên mạng có rất là nổi tiếng rồi ha. Thì em có thể hỏi được anh là mình đã là hoạt động được bao nhiêu năm rồi anh Thụy ha? Năm 95 tới giờ là 28 năm. 28 năm là từ 28 năm đó là một mình anh đứng quán hay là mẹ, trước? Mẹ. Ồ, mẹ của anh. Mà cái tên Ba Ghiền là nó xuất phát từ đâu ha? Xuất phát hả? Ông ngoại anh kìa. Tức là ngày xưa là chắc là vợ của ông ngoại là bà ngoại đã nấu rồi. Tên của ông ngoại luôn, mẹ anh làm rồi lấy tên quán lên. Vậy là tên Ba Ghiền. Vậy là ông ngoại anh tên là Ba Ghiền. Đúng rồi. Ba Ghiền nhưng mà mẹ không Ghiền hả? Nhưng mà thật ra là em nghe nói là nghe thôi thì mình không có biết. Nhưng mà khi mà em đi đến thì em thấy là đầu tiên là đập vào mắt em là cái dĩa sườn nướng. Miếng sườn rất là tuyệt vời. Mà em không biết là làm thế nào mà nhìn nó rất là hấp dẫn mà. Có nghĩa là sườn của mình đó là mình phải lựa. Lựa hả? Có nghĩa là cốt lết á, thường thì nó sẽ từ một cái cốt lết nhỏ. Nha, nó rất là nhỏ thôi. Dạ, đúng rồi. Cái nhỏ thì mình bỏ ra cái bự mình lấy. Giá trị của miếng bự thì nó sẽ cao, nó sẽ cao hơn. Vậy là thí dụ như bây giờ là một miếng như vậy là mình bán là giá thị trường hiện tại là mình bán một dĩa cơm như vậy là một dĩa cơm nếu mà ăn ở đây là 76 ngàn. 76 ngàn đem về thì 81. Vậy là cái dĩa cơm mà miếng sườn khổng lồ đó các bạn ăn ở đây là có giá 76 ngàn và đem về là 81 ngàn anh Thụy ha. Thì em cái miếng sườn ví dụ nó sẽ to hơn nữa thì giá trị nó sẽ cao hơn nữa. Dạ, tại ok vì mình, sườn tươi nóng mỗi ngày á. Dạ đúng rồi, nó không phải sườn mà kiểu mà chặt. Dạ đúng rồi, với lại người ta nói tiền nào của nấy mà đúng không anh Thụy? Đó thì em chỉ phỏng vấn sơ lược vậy thôi, tại vì em cũng cảm ơn nhiều. Điều thứ nhất, điều thứ hai là em cảm ơn anh Thụy đã cho phép em quay YouTube ở đây. Yeah. Và điều thứ ba nữa là em đói bụng quá rồi, em phải ăn thôi. Ăn đi, em ăn cảm thử, ơn ăn, em ăn phải thử mới được. Dạ, cảm ơn Thụy nha. Em sườn này, hai cái này, cho em một cái đùi gà. Okay, vô đây luôn đúng không? Vô đây luôn. Cơm thì chị múc cho em đi. Chị múc cho em xem đi. Chị muốn múc gì không? Thì cứ chị cứ múc đi. Thôi chị làm luôn đi, chị đẹp gái gì làm cho em đi. Em thích con gái đẹp làm. Anh nói đẹp trai. Dạ. Chờ, chị đang múc cho mình rất là nhiều cơm nha các bạn. Nè, muốn cho chị miếng sườn siêu to khổng lồ quay. Siêu to khổng lồ nha. Dạ. Ủa nhiều cơm hả? Dạ. Trong cái dĩa này luôn á. Nhiều, tại dĩa này là nhiều lắm á. Rồi chị cứ múc thêm đi. Rồi ok, rồi chị bới cho nó đều ra. Xong rồi chị trải đồ ăn lên cho nó đẹp giùm em nha.
mình ăn dĩa cơm. Bữa nay là lần đầu tiên mà Nga từ trước đến giờ Nga chưa có ăn cơm tấm Việt Nam trong những cái video đầu đó đấy các bạn ha. Thì hôm nay Nga sẽ ăn dĩa cơm tấm siêu khổng lồ này, các bạn coi thử Nga có ăn hết hay không nha. Đây nè, lấy một miếng vuông ở giữa đi cho nó đẹp. Miếng vuông hả? Nè. Miếng vuông này. Chủ quán ở đây rất là dễ thương các bạn ơi. Đó, một miếng dài như vậy cho em đi ha. Nhìn cho hấp dẫn. Hết sảy không? Nhỏ lại xíu luôn, nhỏ lại xíu. Rồi ok. Ở đây thấy ngon quá thì nhìn là chảy nước miếng rồi đó. Cái này em phải trắng ngang em mới khử được nha. Dạ yeah, ok ok cái ok. Thì quán mình là đúng gốc của người cơm tấm Sài Gòn á, không có bị pha. Không bị pha ba miền luôn, ba miền luôn, đúng đặc sản cơm tấm Sài Gòn luôn. Ông cố là đã ở đây rồi. Ông cố của anh Thụy là đã ở đây rồi. Dạ dạ. Ồ dạ, ok. Wow. Đúng gốc Sài Gòn luôn. Trời ngon quá. Bốc khói luôn nè. Chảy nước miếng rồi đó. Chảy nước miếng á. Wow, miếng sườn của mình đó hả các bạn. Nặng không em phụ cho? Hai tay. Wow, xèm. Wow, xèm. And two egg. Hai miếng trứng. Một miếng đó đi. Rồi ok, hai miếng trứng đó cho em. Một miếng này thôi. À. Dạ. Yeah. Wow, sao anh Thủy? Dĩa này hơi bị ngọt à. Hơi bị. Dạ. Yeah. À, ngay góc này. Ok. Dạ, yeah, ok, em sẽ thử. Ok, vậy đủ rồi đúng không? Rồi. Còn gì nữa không? Lên đường nha. Rồi. Ăn thử dĩa cơm tấm Ba Ghiền của quán anh Thụy nha. Em cảm ơn anh Thụy nhiều. Mình rồi. Có nước súp gì anh Thụy ha? Dạ, canh súp. Canh súp, ok. Cho em một cái tô nha. Okay. Múc cho em một tô nha. Ngon ha. Nếu mà hết là anh tặng em á hả? Đúng rồi. Rồi. Vừa đẹp trai mà vừa dễ thương nữa. Em cảm ơn anh Thụy nhiều nha. Ở đây có cả ớt hiểm nữa. Cắm với ớt hiểm không? Nó mắm mặn mình rưới lên vậy không? Mình order cho con bé em mà anh kêu là thôi hai đứa ăn chung đi, ăn không hết đâu. Nếu mà ăn hết rồi anh tặng. Wow, miếng súp này cũng ngon, nước súp rất là ngon nha. Chủ quán đẹp trai mà dễ thương nữa. Nó nghe kéo á. Kéo. Cắt miếng sườn ăn các bạn. Anh kêu bì ở đây á. Thử cái bì ở quán mình thử nha. Ngon thiệt. Cảm ơn em. Món mà mình tâm đắc nhất là nãy giờ mình đứng nướng rồi đúng không? Nóng quá. Thử coi nó ngon như thế nào mà nổi tiếng nó như vậy ha. Rất là mềm. Miếng sườn nướng rất là mềm nha. Nha. Ngon quá. Kết rồi nha. Cái miếng sườn này mà buổi chiều á mà mấy ông mua về nhậu làm chết luôn á. Nha. Yeah. Ngon thiệt. Cái bè này hơi lắc nha. Không sao. Ngon quá. Cái cục chả này gọi là chả gì cô? Cái này gọi là gì con quên tên rồi. Ồ, chả trứng. Rất là thơm. Ừ.
trứng ốp la nữa chứ, đâu ngon. Ừ. Trong vẫn có lòng đỏ nha, xíu cận cảnh cho bạn coi. Ngon thiệt. Chỗ này nấu cơm tấm ăn ngon thiệt. Cơm tấm thơm mùi dứa nữa. Trời. Canh là có cả xương nữa nha. Cho mình tới hai cục xương lại nha. Ừ. Có nhiều chỗ cơm tấm á, mình thấy biết không, chỉ có nước nước lèo thôi, đúng không? Canh cải rồi đúng không? Không có được như vậy. Chiến cái đùi gà nha. Wow, nóng quá. Bự à. Ăn vậy mới đã ha. Cảm ơn em. Đùi gà như là ướp mật ong á, thơm á. Thì ngon quá. Nhìn miếng xương. Miếng xương này là hơn nửa ký rồi đó. Dạ, hơn nửa ký. Em đoán đúng không? Wow. Bự thật á. Mà sao lựa được mấy miếng xương to nhỉ? Thịt không là thịt luôn á. Trời ơi. Sao trời ơi chú, ngon mà. Nhiều quá hả chú? Không sao đâu. Cái gì ngon thì mình ăn nhiều một xíu, dở thì mình ăn ít lại một xíu, ngon. Mà cái gì mà ăn nhiều là chứng tỏ là cái đó ngon. Bé ba có thấy ăn dĩa cơm gì chưa? Chưa, chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Nóng không? Nóng không? Mà nước mắm ở đây thì làm vừa ăn nha các bạn. Nó vừa ăn.
buổi sáng đường Sài Gòn nó kẹt xe ghê luôn á. Vô. Cái chị nướng sườn cho mình dễ thương á. Để chị lửa miếng bự bự cho em. Trời ơi. Ăn cái phần mỡ mỡ là ngon nhất. À, nóng quá. Rau củ quả tốt mà. Quá đã. Rất là nhiều cơ. Cho nghe một chén nước súp. Nước súp không thôi, không ăn rau củ quả nữa. Cảm ơn cô. Chị Nga phải không? Mở khẩu trang ra em nhận nha. Ngon quá anh Thuệ. Ngon quá.
không? Nước mắm, nước chấm cũng ngon nữa. Nước mắm nó cho em ăn hết được chứ. Thực sự nha, nó thực sự là cơm tấm á, phải là một cái một cái món sườn. Nếu em ướp ngon thì sẽ là cơm tấm ngon đâu. Không phải, đúng. Cơm tấm là nó phải hòa quyện cho từ nước mắm dầu chua. Đúng. Với nhau rồi mới ra một cái vị. Mà điều đặc biệt ở đây á, làm thấy là anh có nấu cái này. Có nhiều tiệm cơm tấm em chỉ thấy là nước cải xanh á, hoặc là nước nước hầm cái gì đó đem ra cho mình một chén rồi. Cơm tấm này ăn rất là hợp với canh hủ qua nha. Anh có bán canh hủ qua nữa hả? Trời, cho em chén đi. Ăn rất là hợp với canh hủ qua. Cho em một chén qua hào, ăn cho mát luôn. Wow, người chủ này nấu rất là có tâm nha. Đặt mỗi vị khách như là một người bạn, người ngã cảm nhận như vậy, như là một gia đình vậy. Dạ. Có cái những cái ngon, nhưng mà quán anh được cái là tất cả ăn chung với nhau thì nó ra một cái vị cơm tấm á. Wow, thật sự rất là ngon. Ngon, ví dụ sườn cũng không ngon bằng người ta, gà cũng không ngon bằng người ta, thấy này nó thật sự là bì thế, nhưng mà ăn chung với nhau là nó ra vị cơm tấm rất là ngon á. Của anh là kiểu là kết hợp mỗi thứ tạo, ví dụ là người ta nói là một cái bàn tay không vỗ ra tiếng, nhưng mà tất cả những cái này kết hợp lại với nhau nó thành đúng cơm tấm Sài Gòn, đúng không? Đúng, rất là ngon. Bì hồi nãy em đó, vốn dĩ là mình ăn cơm tấm mình không ăn bì các bạn, nhưng mà nãy anh Thủy có nói là ăn thử cái bì đi, quán anh tự làm á, em ăn hết luôn nè, ăn hết cái bì luôn. Dạ. Chỗ cũng ăn kèm hợp chung với lại những cái món này. Ừ. Rất là ngon thử. Ví dụ em ăn rời ra một những cái món ngon. Khác thì nó không có ngon, nhưng mà ăn chung với nhau là ngon lắm. Dạ, đúng đúng. Có nhiều chỗ ví dụ nó làm chuyên về chả cua nè, hay là sườn nước theo cái vị này, hay là nước mắm, có những chỗ nó làm kẹo. Nhưng mà thì mỗi chỗ mỗi cái ngon riêng, nhưng mà quán mình là ăn chung với nhau thì nó ra vị cơm tấm ngon. Đúng, bị cơm tấm Sài Gòn luôn, nó không có xa lẫn bất kỳ vùng miền nào hết nha. Tuyệt vời anh Thủy ơi, ngon quá. Đúng không? Thử miếng sườn coi. Cầm. Thử ơi, rất là ngon. Thử ơi, tuyệt vời ha. Vừa ha, vừa ăn ha, mềm ha. Ngon không? Tặng cho mình quả khổ qua có tâm quá à. Khổ qua thì mới nấu, mình lại kéo mình sởn. Cái gì em cũng muốn thử đó. Phải với nước canh khổ qua nha. Cái nước rất là thanh. Nấu nước canh khổ qua rất là thanh, là trong nè. Chủ quán này bán có tâm á. Mệt hả?
no á, ăn hết là no á. Nghĩ gì ăn hết không hả? Nghĩ gì ăn hết không hết hả? Bán hết sao? Hết trả tiền hả? Tiền bạc không quan trọng. Wow, cái lòng trứng xé đã chạy nữa. Béo quá béo. Biết lắc hả? Quá ngon, quá ngon. Có tối gì ăn thưởng thức mà. Công nhận miếng sườn này ngon thiệt. Rất mềm. Vừa ăn. Đặc biệt miếng sườn bao to. Siêu to khổng lồ. Vừa ăn được. Ok không? À. Ngon. Mắc cỡ các người ơi. Xong lên ngồi là mọc nấm, nấm đen đen là nấm không? Nấm mèo. Mình thích ăn khổ qua mà mà mỏi vậy ạ. Mình không thích ăn khô. Anh làm ở đây hả? Anh tên gì? Đức. Anh Đức, anh chào anh Đức. Dạ. Cảm tên em trai em á. Rồi. Dạ, em chào anh Đức luôn. Anh ở bệnh về theo má ở đây. Dạ đúng rồi, em ở Cali. Cali à? Dạ. Mỹ. Dạ đúng rồi. Cali như Việt Nam nhiều. Dạ đúng rồi, anh Đức nhiều á. Dạ, Việt Nam nó ở nhiều.
nhất á. Cali là cộng đồng người Việt mình nhiều. Dạ. Không, thì đa số bên Mỹ á, nó làm tô phở gì đó, kiểu bự vậy nè. Dạ đúng rồi. Hoàng Sơn tạo Việt Nam mình nhỏ rồi đó. Dạ. Em về đây em ăn phở em ăn hai tô. Đúng, một phút tính tức tính chuyện tiền làm về ăn hai tô. Đúng rồi, đúng rồi. Bên Mỹ ăn quen tô bự đó. Dạ đúng rồi, cái tô bự lắm, nhiều tức binh lắm. Bự dạ. Tại nhà có bà chị họ nói không, về Việt Nam phải ăn chữ thở vô bà, ăn hai tô đừng làm đủ. Dạ. Ăn chữ không đủ. Đúng rồi, nấp. Nó dễ thương đừng hết à. Bé khỏe bé ngoan. Em ăn hết à? Mới sáng sớm mà chiến này là thấy đã rồi đó. Ngon. Điều là ai bán cơm tấm cũng có cái tấm lòng ở trong đó thì phải, đúng không? Đó thì trước lại sau quen thì em cảm ơn anh Thụy ngày hôm nay rồi mà bác tay anh cái tay rất là mềm nha. Em là dạ. Đầu tiên anh thấy một người con gái mà ăn hết một cái dĩa cơm, ăn hết một dĩa cơm luôn mà không chạy tới chạy lui, đi tới đi lui, đúng không? Anh thấy lần đầu tiên mà người con phụ nữ ăn cơm tấm mà ăn thấy ngon không? Ngon miệng không? Rất là ngon miệng anh, ngon tới cuối mùa luôn. Tại vì hầu như ai cũng nói vậy, em ăn là cái kiểu là từ đầu mùa cuối mùa là em có ngán. Em biết hả, anh ăn cơm tấm anh nhà em bán 28 năm. Dạ. Sáng mỗi ngày anh phải ăn một dĩa cơm sườn. Dĩa cơm sườn này luôn. Anh mà anh không có ăn bây giờ, lúc anh mới lớn anh ăn rất là nhiều, bây giờ dạ. Anh ăn tí xíu thôi, nhưng dạ. Mà anh biết sao anh ăn dĩa sáng sinh tháng nào anh cũng phải ăn không? Dạ. Tại vì anh kiểm tra xem. Ồ. Oh. Người làm người ta bán rất đủ quý vị đó. Vậy là đích thân anh ăn thử để mà cái vị đó có đạt theo cái tiêu chuẩn mà anh đặt ra hay không? Wow. Sáng nào anh cũng phải ăn một dĩa. Tuyệt vời. Mấy chục năm rồi, nhưng mà có ngán không anh? Không có ngán được, có nghĩa là sáng sớm mình cứ là đói bụng rồi ăn cảm thấy nó ngon miệng lắm. Dạ. Nhưng mà ăn coi hôm nay là nước mắm pha có vừa không? Ví dụ dạ. Có vừa thì mình phải đổi lại liền. Hay là đồ chua hay là như thế nào đó mình phải đổi lại liền. Tuyệt vời quá anh Thiện ha. Dạ. Trời, thì các bạn thấy không, mình nói là mình đi đúng nơi, ăn đúng chỗ, như cái câu mà Nga hay nói là không phải thích ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không ạ? Thì hôm nay nếu mà có dịp Nga em làm thì Nga có dịp là Nga mong là cộng đồng người Việt mình ở Việt Nam nói chung nè, và cộng đồng của mình ở bên Cali, bên Mỹ của mình nói riêng, thì có thể là nếu mà có dịp về Việt Nam hãy ghé cơm tấm anh Ba Hiền, quán của anh Thụy. Thì biết cái tính Nga rồi, tức là Nga không có review cho bất kỳ quán hàng nào hết. Thì cái gì ngon Nga sẽ nói ngon, cái gì không ngon Nga sẽ nói không ngon. Mình làm một cái gì đó mình phải đặt cái tâm của mình vào trong đó, đúng không? Thì Nga gặp anh Thụy, một anh chủ quán thật sự có tâm, đẹp trai nữa, tuyệt vời. Đây là cơm tấm 9 điểm, cộng cho anh chủ quán thêm một điểm là anh chủ quán làm đem hết cái tâm sức vào đó là 10 điểm. Thật sự là em chưa bao giờ em khen ai. Trên video em cũng vậy, chưa hề có một cái vấn đề mà em khen, nhưng mà em thích cái kiểu là cái tâm của anh ở trong đó, em nhìn được cái món ăn ở trong đó. Dạ. Có nhiều khách vô cũng thấy để cái bảng thập cẩm nè. Dạ. Phụ người con gái hay là con trai nói là cho cơm thập cẩm, nhưng mà người lớn tuổi nó không, bây giờ
một tiền ít thôi. Bây giờ ăn thêm cái gì kia thêm, bây đúng giờ rồi. Nhiều lắm, con ăn không hết. Ăn không hết. Cô ăn hết còn vui, chứ cô ăn không hết, cô đem về con đâu có vui. Đúng rồi, đúng rồi. Với lại người ta ăn ngán rồi thì người ta cảm giác không ngon nữa. Lần sau người ta sẽ không ăn đó. Người ta ăn ít, nhưng mà lần sau ta cảm thấy là nhớ. Đó, đó, đúng, chính xác. Thì nhất là cái vị sườn nướng lúc nãy các bạn, thì các bạn khi các bạn thử miếng sườn, thường thường khi mà nó nguội đi á thì miếng sườn nó sẽ có vị cứng, nhưng mà Nga ăn tới cuối mùa và Nga đưa cho cameraman của Mang Nga thử một miếng nhỏ, đúng không ạ, một miếng nhỏ cỡ này thôi, thì bé mới nói là ngon mềm. Tức là cuối mùa rồi, khi mà có những cái tiếng máy quạt các bạn nghe không, gió nó thổi vô rồi, nhưng cái miếng sườn nó vẫn mềm, nó giữ được cái vị đó. Nó là em thì không giỏi nấu ăn, nhưng mà em được cái em ăn giỏi. Em cảm ơn thầy. Ok, vậy bây giờ mình xin phép xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo ha. Cảm ơn anh thầy rất là nhiều. Ok, tính tiền. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé, ủng hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn nhiều.